Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Chuột Thạch Lẫm đã từng rất nổi tiếng, nó vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh Nhạc Thánh. Thực lực của con chuột nhỏ này có thể sánh ngang với thánh nhân. Lúc đó thực lực của Nhạc Thánh rất mạnh, đủ để khiêu chiến với địa vị của Đông Phương Thần Quân. Chỉ có điều về sau Đông Phương Thần Quân bị ép phát động chiến tranh vũ trụ với Nhạc Ngẫm Liễu, đánh tan vũ trụ của Nhạc Ngẫm Liễu. Nhạc Ngẫm Liễu bị giết, đảo lỗi của Nhạc gia cũng bị chìm xuống biển thời gian. Từ đó về sau, Đông Phương Thần Quân từng đích thân đề ra một quy tắc, họ Nhạc không thể nào đi vào biển thời gian, cho nên trong các gia tộc quyền thế không có lấy một vị chân thần họ Nhạc. Người ngang ngược như là Đông Phương Thần Quân mà lại phải kiêng kỵ một dòng họ đến vậy à? Bởi vì có lời đồn rằng Nhạc Ngâm Liễu chưa chết. Dù sao con ninh thú ở bên cạnh của hắn là chuột Thạch Lẫm trải qua rất nhiều lần chuyển thế hồi sinh. Các người nghi ngờ Nhạc Ngâm Liễu cũng chuyển thế hồi sinh giống như là chuột Thạch Lẫm. Đúng đúng. Thế nhưng người nói chuột Thạch Lẫm có thực lực của thánh nhân. Song lúc đó tại hang động của Trường Không Vực, chuột Thạch Lẫm này cũng chỉ tương đương với chân thần trung cấp mà thôi. Năm đó chuột Thạch Lẫm thực sự sau khi chuyển thế còn tương đương với Á Thánh. Sau đó thì lại bị Đông Phương Thần Quân giết một lần nữa, chỉ còn lại là đại viên mãn. Mỗi một lần bị chết, thực lực sẽ bị giảm xuống. Nhưng lần chết, hiện tại chỉ có thực lực của chân thần cấp trung. Hướng chính nam trong Tà Quỷ Vực. Tà Quỷ Vực, nghe nói vực ma thâm nguyên nối liền với Tà Quỷ Vực, ngươi xem đi. Đây là Tà Quỷ Vực. Ngươi nhìn thấy chính là nơi mà chuột Thạch Lẫm chuyển thế hồi sinh, biên giới giữa Tà Quỷ Vực và vực ma thâm nguyên. Vị trí được chọn rất là quái nạ, tại sao lại phải chuyển kiếp ở chỗ đó? Xem ra phải đi Tà Quỷ Vực một chuyến rồi. Bắc Hoang Vực Kiến Mộc. Hốt Diệm đến rồi, có phải là gặp phải phiền phức gì không? Phiền phức? Tên họ Viên kia trốn được ở Nhược Mộc, không thể nào ra ngoài. Người phụ nữ tên là Lạc Thủy kia, còn mỗi cái đầu mà thôi. Trong thần vực còn có phiền phức nào nữa? Câm mồm hết. Vâng vâng, đại ca. Nói đi, Hốt Diệm, trong thần vực có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Có người ở ngoại vực tới. Người ngoại vực? Cái gì người ngoại vực? Tu vi ra sao, la lịch thế nào, tổng cộng có mấy người, ngươi đã tự mình điều tra hay chưa? Ban đầu con trai của Lạc Thủy ngăn cản sau khi thần vực bị rơi thì biến mất, bây giờ đột nhiên xuất hiện còn đem theo hơn 10 cường giả Bỉ Ngạn cảnh, trong đó còn có một tên Si Vưu vệ ngũ tình. Sao có thể như vậy? Hơn nữa những người này đang cố gắng mở lối đi không gian. Năm đó chúng ta cũng từng làm như vậy, xem ra không cần bao nhiêu năm là bọn họ có thể đi vào thần vực rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Ta đã bảo các thánh nhân bắt đầu chuẩn bị phương án thứ hai rồi. Lắm giữ ma vực thâm nguyên, dựa vào sức mạnh của vực ma thâm nguyên để cưỡng ép xé lát hỗn nguyên phong ấn. Cho dù thực sự phá bỏ phong ấn, chỉ sợ cũng chẳng được ích gì. Chúng ta vẫn phải xem là đối thủ của... Chúng ta vẫn không phải là đối thủ của Si Vưu vệ ngũ tình. Còn có một cơ hội, dùng hiên viên câu ngọc của ta xin hỗn độn giúp đỡ. Triệu tập hiên viên vệ đang ở gần nhất tới đây. Mặc dù hy vọng mong manh, nhưng chúng ta cũng không thể nào bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Được, ta sẽ làm theo những gì mà đại ca đã dặn dò. Thần Loan Điện. Chuyện xảy ra ở khoảng thời gian gần đây, các vị có lẽ cũng đều biết rồi. Bây giờ tứ đại cấm địa, chỉ có ma vực thâm nguyên là không có người nắm giữ. Vì thế chuyện quan trọng trước mắt, trước khi Vũ Thái Bạch cướp được cấm địa cuối cùng, ta hy vọng trong các đại viên mãn các người có thể trở thành người nắm giữ ma vực thâm nguyên. Nguy hiểm của ma vực thâm nguyên, các vị có lẽ là đã biết rõ, mọi người hãy quay về chuẩn bị một chút. Nửa tháng sau, lần này ta sẽ đích thân dẫn đội. Thần quân đại thánh. Có chuyện muốn bàn bạc. Sao lại không mời Hàm Thanh Đế ta? Tên này lại muốn đến góp láo nhiệt. Không mời hắn thì đã tỏ rõ thái độ rồi.
vậy mà còn đích thân chạy tới đây. Sự việc vội vàng lên quên mất Thanh Đế Huynh, mời Thanh Đế Huynh vào thần loan điện của ta. Thế thì cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Ồ, Thanh Đế Huynh, mới hơn mười mấy năm mà con gái con trai của huynh đều đã vào đại viên mãn rồi à? Ba đứa con không chịu thua kém, người làm cha như ta dĩ nhiên rất vui. Hiện giờ các vị đại thánh muốn chinh phục vực ma thâm nguyên, hàm Thanh Đế ta đành mặt dày xin cơ hội lần này, không biết thần quân đại thánh có chịu cho hay không. Chuyện lần trước vẫn chưa tính rõ với các người, hàm gia của người chưa đủ để bọn ta tin tưởng đâu. Thánh Hoàng bá bá, lần trước phá bỏ hôn ước trước đúng là sai lầm của ta. Có điều ta phải nói thật rằng thiên phú của Lãnh Âm Nhạc quá kém, không xứng với ta. Lãnh Phi Dương, mà bây giờ ta đã bước vào đại viên mãn rồi, Lãnh Phi Dương là con trai ưu tú nhất của ngài. Thánh Hoàng bá bá, ngài xem như vậy có phải là xứng đôi vừa lứa hay không? Chuyện này bây giờ có thể đợi sau khi từ ma vực thâm nguyên quay về rồi làm. Lãnh Diệu Huynh thấy thế nào? Chỉ cần Thanh Đế Huynh có thể giữ lời hứa, ta sao cũng được. Chỉ là liệu hôn với lãnh gia của ta thì có nghĩa là hàm gia phải tự động gia nhập liên minh hào môn. Thế thì phải xem thần quân huynh có chịu hay không. Năm đó, muốn kéo hắn vào liên minh hào môn, đã không mang tất cả, bây giờ ngược lại là đòi gia nhập vào, trong đó e rằng đã có ẩn tình gì rồi. Nhưng mà bây giờ quả thật là đang còn thiếu người. Chuyến hành trình này nhiều kiếp nạn, nếu hàm gia có thể góp một phần sức cho liên minh hào môn bọn ta thì cũng không tệ. Nhận được sự quan trọng của thần quân đại thánh, dĩ nhiên hàm gia ta sẽ cúc cung tận tụy. Nửa canh giờ sau, nơi ở của Hoa Thiên Mệnh. Ngân Thành, sao vậy? Lần này có thể đưa theo ta được không? Không được, vực ma thâm nguyên rất là nguy hiểm. Nàng hãy ở nhà đợi ta là được rồi. Nghe lời. Nhưng mà lần này không giống như vậy, ta có một dự cảm không lành. Ta sợ chàng đi sẽ không về. Sao có thể chứ? Thật ra ta vẫn luôn cảm thấy chàng sẽ gây bất lợi cho Đông Phương gia, nhưng cho dù là như vậy, ta cũng không quan tâm. Đông Phương chỉ là họ của ta, lập trường của ta chỉ có chàng. Vì thế lần này ta hy vọng chàng có thể đưa theo ta. Ta muốn ở cùng chàng đến cuối cùng. Ngân Thành.